Xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi muốn đề cập tới cái mà đám hải ngoại nó hay rêu rao suốt ngày, nhất là gần đây nhất là mấy cái dạng chống cộng cực đoan như là Kim Âu Hà Văn Sơn, như tôi viết ở Facebook đấy, là ông ấy mới về Việt Nam đấy, thì nói thế này này: tất cả những cái đám chống cộng, kể cả Nguyễn Cao Kỳ cho tới dạng tép riu như Hà Văn Sơn, chúng nó suốt ngày rêu rao là Việt Nam mình cuộc chiến tranh quốc cộng rồi là nội chiến này nọ khác kia, nó bù lão hết. Thì tôi xin kể câu chuyện của gia đình nhà tôi. Nói thế này này: bố mẹ tôi mới mất năm ngoái. Bố tôi thì sinh năm 1927, nhờ ơn mẫu quốc nên tôi nhờ ơn trong quả kép nhá. Bố tôi được mồ côi năm hơn 10 tuổi, sau đó được bác họ bên ngoại chăm sóc. Thế cho nên là ông cũng căn dặn với các anh chị tôi thì tôi không biết, nhưng mà với tôi thì sau này vẫn phải qua lại, thì nói chung vẫn là gia đình thân thiện, vẫn gia đình nhà tôi vẫn thân thiện với bên ngoại từ xưa nay, bên ngoại của bố tôi á, mang máng vậy thôi. Thì giặc Pháp bắn chết bà nội tôi ở trên, bạn nào mà ở gần khu vực Ba Vì hoặc đi qua cầu Trung Hà, cái cầu Trung Hà giữa Hà Nội và Phú Thọ, thì cái ngọn đồi ở trên đường đi đấy, nó có một mấy ngọn đồi đấy, thì trên một ngọn đồi đấy là bà nội tôi bị Pháp nó bắn. Thì Pháp nó bắn thì cũng chưa phải là chết ngay đâu, nhưng mà nó vào cái phần mềm ở phần bụng á, mà ngày đấy không, y khoa nhà mình không có, ở thời bây giờ thì chưa chắc đã chết đâu. Bố tôi bảo là vào phần mềm, nhưng mà hồi đấy chỉ có biết là đắp lá lên, hy vọng là để cho nó khỏi ấy, nhưng mà không ngờ thời đấy thì viêm nhiễm rồi các kiểu, thế cuối cùng là bà nội tôi chỉ sống được mấy tháng qua đời. Đấy là những điều mà bố tôi căn dặn tôi đấy, các anh chị tôi thì tôi nghĩ cũng nói rồi, nhưng mà riêng với tôi thì bố tôi căn dặn tôi là ngày xưa là như thế đấy. Thì còn mẹ tôi thì cũng cho thế, cho nên là bố tôi cũng tham gia cách mạng năm 45. Ông là thanh niên trưởng thành thì đứng canh cho bà con mình phá kho thóc. Thì vũ khí bố tôi chả có gì đâu, có cái gậy gậy tre thôi, mà bố tôi bảo là đứng cầm cái gậy tre để canh cho bà con mình vào phá kho thóc, bởi vì hồi đấy đói quá đấy. Đói quá thế dân mình bảo gọi, hồi đấy gọi là phá kho thóc đấy. Đấy là những điều bố tôi căn dặn tôi trước khi chết. Lâu rồi đấy là gia cảnh nhà tôi bên bố tôi là như vậy. Thì còn mẹ tôi á thì cụ sinh 1930, tức là kém bố tôi 3 tuổi. Những con gái đàn bà con gái ở cái thế hệ đấy mà cao tầm cỡ 1m6 là cũng tương đối là xinh xinh gái rồi. Mẹ tôi cũng thuộc diện cao và xinh đẹp, có sắc, có nhan sắc. Thì hoạt động cách mạng thì mẹ tôi bảo là khi mà bị Pháp nó bắt thì cứ sĩ quan Pháp nó hỏi cung, còn tra tấn là lính lính Việt Nam Cộng Hòa, lính người Việt đấy nhá, lính người Việt tra tấn mẹ tôi đấy. Tức là cái gọi chính quyền bảo đại hay cái gì á, nó chỉ là bùa nhìn thôi, thằng Pháp nó dựng lên cho có thôi, còn quân đội các thứ là quyết định là thằng Pháp hết, lính Việt cũng phải theo chỉ đạo của Pháp. Thì cứ thằng sĩ quan Pháp nó vào hỏi cung mẹ tôi, nó không hỏi cung, nó không ấy, nó không lấy được lời khai gì, thì nó lại cho mấy thằng người Việt đánh, mà mấy cái thằng người Việt đấy thì sau này là chạy hết vào Nam đấy. Chạy hết vào Nam. Mẹ tôi kể thì thằng Pháp nó còn lắm, hồi sau này còn nói đùa
mẹ tôi có nhan sắc, cho nên là cái thằng sĩ quan Pháp nó bảo là bây giờ em đồng ý lấy anh thì bất kể em là cái gì ngày mai về Paris luôn, không ở lại đây nữa. Tất nhiên là một người chiến sĩ cách mạng, mẹ tôi dù sao cũng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chứ không phải dạng ấy. Tôi tất nhiên là bà không không bao giờ chấp nhận rồi. Mà xin thưa là bà không phải đảng viên cộng sản nhé, không hề vào đảng. Đấy. Thì theo Việt Minh thôi. Đấy. Theo Việt Minh, theo cụ Hồ để kháng chiến thôi. Đấy, chứ không phải là đảng viên cộng sản hay là cái gì cả. Đấy, bố tôi thì là đảng viên. Bố tôi thì tức là nói ở đây cái hoàn cảnh để cho các bạn thấy ở đây không phải là tôi khoe khoang, bởi vì những cái của như bố mẹ tôi so với cả cái hy sinh mất mát và những đóng góp của người Việt mình nó quá nhỏ nhoi, cho nên tôi không đáng vào đâu cả mà để tôi khoe khoang. Tôi nói ra đây để tôi muốn chứng minh cho các bạn thấy rằng không có cuộc nội chiến nào ở Việt Nam từ năm 1945 tới năm 75 như bọn chống cộng ở bên Cali nói nhé. Những thằng đấy á, tốt nhất là thằng nào còn sống như đến ngày hôm nay như thằng Hà Văn Sơn á, tốt nhất câm ngay cái miệng vào, đừng nói là nội chiến. Ở đây không nội chiến nhá. Người Nhật người ta có một câu ví rằng nếu như anh một người đầu bếp mượn anh con dao để làm bếp mà anh đưa thì đó là anh nên làm, cứ đưa dao cho nó. Nhưng nếu anh đưa dao cho một thằng giết người thì anh gián tiếp là thằng giết người nhá. Và nếu như anh biết rõ ràng là nó giết người mà nó đưa dao, anh vẫn đưa dao cho nó thì anh còn tội nặng hơn thằng giết người. Ở Việt Nam nó thế, thằng Pháp, thằng Mỹ nó đưa súng cho các ông, các bà. Đấy, ngày xưa là bắn vào người dân Việt Nam. Đến khi những người như cha mẹ tôi đi theo tiếng gọi của cụ Hồ, theo non sông đất nước, thì họ có cái gì trong tay để chống lại các anh? Chả có cái gì, có mỗi mấy gậy tre. Bố mẹ tôi hoạt động cách mạng có mấy gậy tre. Ông Chu Ngọc Anh bây giờ là bộ trưởng nhé, là ông nội của Chu Ngọc Anh, là hoạt động cách mạng trong chi bộ đảng ba người, bao gồm bố tôi, ông nội của bác Chu Ngọc Anh, bây giờ đối tôi là anh thôi, Chu Ngọc Anh là anh tuổi anh tôi thôi, ở cùng làng tôi, Chu Ngọc Anh nhé, ông nội đấy mới cả một ông nữa, đến bây giờ chết mấy chục năm nay, từ thời kháng chiến chống Pháp đến bây giờ còn không được công nhận là liệt sĩ đấy, mặc dù cháu cháu nội lên làm lên làm bộ trưởng đấy. Đấy, tôi nói như vậy không phải là, nhắc lại một lần nữa là các bạn không phải khoe khoang. Các anh chống cộng, những lão già ở hải ngoại cơ, và kể cả một số người Việt, họ cứ nhầm lẫn cái chuyện nó giống như người Việt ví đi là đưa dao á. Các nước xã hội chủ nghĩa ngày đó là họ hô hào là phong trào là xóa bỏ thực dân, xóa bỏ thực dân, ngoài giải giải phóng đấu tranh giai cấp ra thì là giải phóng dân tộc. Đấy, quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Mà ngay trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là lãnh đạo của Liên Xô và nhiều nước đã yêu cầu chấm dứt chủ nghĩa thực dân. Tức là nó cũng giống như nước Mỹ trước chiến tranh thế giới thứ hai ấy. Nước Mỹ là trung lập, nước Mỹ cũng yêu cầu xóa bỏ chủ nghĩa thực dân dân hiểu không? Yêu cầu Anh Pháp trả lại thuộc địa. Thế thằng Anh nó phải theo đấy, thằng Pháp nó không theo, cho nên mới có cái trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu của người Việt mình này. Đấy, chỉ nếu như thằng 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 Mỹ nó mà như trước 1945 thì tốt quá. Cụ Hồ theo Mỹ hay là hay như thế nào chúng tôi ủng hộ hai tay, nhưng sau 1945 nó đã trở thành một nước đế quốc rồi, mà đỉnh cao của nó khi mà đánh đổ hai hai nước thực dân Anh Pháp là cuộc khủng hoảng kênh đào Suez ở Ai Cập nhá. Những người nào phải biết lịch sử, phải học về lịch sử, phải rõ ràng nắm rõ về lịch sử như vậy đấy. Các nước xã hội chủ nghĩa nó đưa cho mình vũ khí là hỗ trợ mình giải phóng dân tộc,
Lịch sử chứng minh bây giờ gần 50 năm kết thúc chiến tranh. Đấy. Chứng minh bây giờ đất nước Việt Nam tồn tại phát triển hùng mạnh. Đấy, người Việt đi khắp năm châu. Đấy. Tất nhiên kinh tế Việt Nam mình nghèo. Đi lên thời như mẹ tôi bình dân học vụ hết lớp 4. Có cái gì đâu. Bố tôi là nghệ đi theo cụ Hồ, đi theo cụ Việt Minh. Gọi là theo Việt Minh thì lúc bấy giờ là nào là đứng ra bảo vệ bà con mình phá kho thóc Nhật, sau đó là bố tôi đi dạy dạy học giáo viên làm dạy bình dân học vụ đấy, đấy đi xóa nạn mù chữ đấy. Thì tôi nói các bạn nghe, hết thằng Mỹ nó đưa vũ khí cho thằng Pháp nó đánh, rồi lại đến thằng Mỹ nó tự tay nó vào nó đánh không được thì nó vứt bỏ con dao súng ống nó cho mấy ông ba què bên trong, nó lừa phỉnh các ông như Hà Văn Sơn không thấy à? Cái bọn tướng ta lãnh đạo Việt Nam toàn là con nuôi con đẻ của Pháp, chúng nó lừa phỉnh các ông, là các chúng nó bảo là các ông có chính nghĩa quốc gia, chính nghĩa của quốc gia của các ông là cái cục cứt nhá, cuộc chiến quốc cộng như các ông hô hào là cuộc chiến cái cục cứt nhá. Mẹ các ông toàn là một lũ bị cái bọn tướng tá nó lừa. Tôi rất thông cảm là các ông bị cái bọn như thằng Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu, Diệm các thứ nó lừa các ông. Chứ làm đích thì có nội chiến. Nó lừa phỉnh các ông là quốc cộng. Quốc nào cộng nào. Đấy không? Xin lỗi, ngày xưa các ông cứ hô hào, cứ nói bảo người cộng sản rồi những bộ đội các thứ vào miền Nam là toàn là vô học. Mẹ anh ruột tôi này nhá, sinh viên đại học trường ngoại thương, đừng có bố láo, mẹ người toàn những người có học thức đi vào miền Nam, thế cho nên các ông mới thua. Các ông ngu dốt, các ông cứ nghĩ rằng ai cũng dốt hơn các ông cho nên là các ông mới thua nhá. Đấy, mộ anh tôi chết ở trong Nam, sau đó được được người dân chôn cất tử tế và còn đánh dấu mộ đàng hoàng nhé. Đấy, để biết rằng người dân ở trong Nam họ yêu quý những bộ đội như các anh tôi như thế nào. Và xin thưa là tôi cũng phải nói rõ là sở dĩ tôi có người anh lớn như vậy bởi vì tôi sinh sau đẻ muộn nhá. Sinh sau đẻ muộn, anh tôi vào đại học rồi tôi mới ra đời. Đấy. Tôi bé lắm. Nói thật sự với các bạn là tôi không biết đâu, không không biết nhiều về anh. Đấy, không biết nhiều về. Đấy thì mãi sau này tôi mới ra đời cũng giống như nhà tôi bây giờ. Thằng lớn tốt nghiệp đại học rồi, ở bên này đi làm rồi. Đấy, bây giờ thằng cu tí ra đời nên không có thời gian lên mạng chém gió hay là phân tích gì, rửa gọi là rửa não cho các cụ, thông não cho các cụ, nhiều cụ hiểu không? Bây giờ thằng cu nó mới hơn 2 tuổi đấy, làm cái ghế bắt cái này mấy hình mấy con vật các thứ, làm cái ghế bắt lên cho cu đấy, nên không có thời gian đâu. Nhưng mà tôi nói này, không có bất cứ cuộc nội chiến nào Việt Nam kể từ năm 1945 tới năm 75 nhá. Đó là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nhá. Tôi nói rõ, tôi nói thật các bạn, những người như cụ Hồ, như cụ Giáp nhá, hay những thế hệ sau như cha mẹ tôi, người ta hoàn toàn có thể có một cuộc sống tốt hơn là phải đi làm cách mạng gian khổ như vậy. Mẹ tôi cũng phải ăn hầm ở hố kháng chiến chống Pháp 9 năm dòng đấy. Họ có thể sung sướng hơn chứ, tại sao họ phải đi theo cách mạng làm như vậy? Những người lính như anh tôi, thế hệ anh tôi đi vào quân đội có được một đồng nào đâu, lương bao nhiêu, ăn còn bữa đói bữa no, tại sao họ vẫn đi? Bởi vì nếu đặt tôi vào thời kỳ đó tôi cũng đi, còn ngày nay đất nước hòa bình thì chúng tôi cứ tản mạn đi khắp nơi mà kiếm sống. Nếu như mà kẻ thù đe dọa thì những người như chúng tôi, con cháu chúng tôi sẽ lại như những cái trung đoàn Việt Kiều ngày xưa thời cụ Hồ trở về đất nước cầm súng kháng chiến. Chứ các bạn đừng nói là chúng tôi sống ở nước ngoài chúng tôi không yêu nước nhé. Và yêu nước không phải là to miệng vỗ ngực là tao yêu nước, bởi vì yêu nước như các cụ Hà Văn Sơn rồi những cái gì á, yêu nước như các ông á nhá, thì Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc họ cũng nói là yêu nước, bởi vì họ có ra nước ngoài dựa vào đâu thì họ cũng về là lập ra một quốc gia
Việt Nam khác để họ làm vua, chứ có phải họ họ bán họ cũng như các ông thôi. Nó lừa phỉnh các ông là bị những cái bọn to đầu nó lừa phỉnh các ông, không thấy cái bọn to đầu nó cút, nó chạy bám theo giờ Mỹ theo Pháp hết, nó vứt lại các ông ở Việt Nam đó, vứt lại các ông như những con chó ở Việt Nam không thấy nhục cứ sao. Ngày hôm nay vẫn còn lên mạng hô hào là nội chiến với quốc cộng, một cái lũ đúng là đã ngu thì chớ lại rốt lịch sử nhá.